Rồi, xin chào anh em, chào mừng anh em mình đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Điện Máy MV, Điện Máy MV Store. Thì series hôm nay tiếp tục tới cho anh em mình là những dòng sản phẩm tới từ thương hiệu King Blue ha anh em. Và cái mẫu hôm nay em muốn giới thiệu cho anh em mình thì sẽ có mã là KM18SC. Đây là một dòng máy bắn vít dành cho những anh em thợ hoặc là những anh em mà hay đi công trình, mình có thể đầu tư và sử dụng với lực siết tối đa là 330 niêu. Thì bây giờ cùng em tìm hiểu về nó nha. Trước mặt anh em đây là dòng sản phẩm KM18SC tới từ thương hiệu King Blue ha anh em. Một cái dòng máy bắn vít mà thiết kế sử dụng chân pin phổ thông, được rất là nhiều anh em ưa chuộng ở thời điểm hiện tại luôn. Đây, em khui hộp cho anh em xem ha. Bên trong máy nè, được bọc rất là kỹ càng. Rồi, ở đây thì hiện tại thì khui những lần trước thì em không có, nhưng mà hôm nay thì khui con này thì em có thấy những cái phụ kiện như thế này để cho anh em mình sử dụng cho công việc nó tốt hơn. Một cái móc nè anh em, một cái móc, cái này thì khỏi nói tới, máy nào cũng có. King Blue thì nó rất là chu đáo luôn em, trang bị cho anh em mình nè. Một cái mũi khoan kèm theo đó là một cái mũi bắn vít cũng như là một cái đầu bắn tôn. Mũi khoan này là mũi 6 ly nha, 95mm. Đây, một cái mũi khoan 6 ly 95 9 tấc rưỡi. 9 phân rưỡi. Đó, 9 phân rưỡi anh em, của King Blue luôn, có mã QR cho anh em luôn một cái nè. Rồi, thêm cho anh em mình một cái đầu ba ke để anh em mình có thể bắn vít cũng King Blue, và một cái đầu vít bắn tôn cũng King Blue luôn. Vậy cái mũi này 6 ly ha anh em. Đó, phụ kiện đi kèm theo máy thì nó đơn giản như vậy thôi anh em. Còn đây là nhân vật chính của mình. Đó, được thiết kế hai tông màu, màu đen và màu đỏ là hai màu chủ đạo ha. Màu xám ở trên đầu, và đầu khẩu của nó sẽ là đầu khẩu 1/2, hai chức năng. Anh em vừa có thể bắn bu lông được mà anh em mình vừa có thể bắn vít được luôn, rất là tiện lợi. Dòng này thì nó sẽ có 4 cấp số cho anh em mình nha, 4 cấp số cho anh em mình. Thì bây giờ là em sẽ khui một cục pin để em test thử cho anh em mình. Thì trên tay em đang là cái mẫu pin 4A của King Blue, có mã là M1840 ha anh em. Dòng này là dòng lithium ha. Và thiết kế của nó thì anh em có thể thấy nè, rất là đẹp luôn. Đó, gọn nhỏ, gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng. Ghim vô. 4 cấp số nha anh em. 1 nè, 2, 3, 4. Ở đây thì nó có mức điều chỉnh cho anh em mình sử dụng để mà anh em bắn ra. Đó. Y như những con máy phổ thông khác thì nó chỉ có một cách thôi anh em. Đối với cái dòng mà khi mà anh em mình sử dụng bắn ra thì nó chỉ có một cấp auto thôi để anh em mình sử dụng. Còn không thì anh em nếu mà không muốn sử dụng cấp auto thì anh em mình có thể sử dụng một cái bình thường. Đó, để mình bắn ra cũng được nữa. Đó, máy thì rất là khỏe ha anh em. Cho anh em mình lực siết tối đa là 330 niêu, cực kỳ ok luôn. Dù mà anh em làm thợ điện lạnh nè, hoặc là những anh em mà chuyên về điện lạnh, anh em là vệ sinh máy giặt nè, anh em làm sửa xe nè, đó, sửa xe máy, sửa xe đạp, hoặc là đạp điện ô tô đồ này kia, mà anh em muốn đầu tư những con máy nhỏ gọn để mình thực hiện ở những cái thao tác, những cái chi tiết nhỏ gọn, những cái chi tiết nhỏ, thì anh em mình có thể sử dụng con này. Đó, xài cho ốc nhỏ ha, cực kỳ ok. 330 niêu, và máy sẽ hỗ trợ cho anh em mình luôn là tính năng khoan nha. Nếu mà anh em sử dụng dòng máy này để mà anh em khoan thì anh em mình sẽ khoan tốt nhất ở những vật liệu giống như là gỗ nè, đó, sắt là sẽ khoan tốt nhất nha. Anh em lưu ý là không nên sử dụng những cái dòng máy siết bu lông để mà anh em mình sử dụng để khoan tường, khoan bê tông nha anh em. Như vậy thì nó sẽ không hiệu quả. Và những con này á, khi mà anh em mình sử dụng đúng công năng của máy thì tuổi thọ của máy rất là bền nha. Lý do là khi mà anh em mình sử dụng khoan tường, khoan bê tông á, thì cái lực của máy khoan, lực bú của dòng máy khoan nó sẽ dỗ từ phía sau lên đằng trước để tạo động năng để cho anh em mình khoan vô tường. Nhưng mà riêng về những cái dòng máy siết bu lông này, nó chỉ có lực khoan là từ hai bên thôi, lực bú của nó sẽ từ bên trái qua hoặc là bên phải qua để cho anh em mình dặn ốc vô hoặc là bắn ốc ra, thì nó chỉ phù hợp cho anh em mình khoan gỗ cũng như là khoan sắt thôi nha anh em. Do là khi mà anh em mình sử dụng khoan gỗ hoặc là khoan sắt, anh em mình không có cần tới búa, thì anh em mình có thể sử dụng con này để hỗ trợ vô cái tính năng khoan của mình, cực kỳ hiệu quả nha. Đó. Rồi, thì combo ở đây là bao gồm cho anh em mình một thân nè, một pin và một cục sạc. Đối với cục sạc King Blue thì em giới thiệu khá là nhiều cho anh em mình rồi, nhưng mà hôm nay thì em dẫn chưng ra cho anh em mình thấy ha. Đây là một dòng sạc nhanh ha anh em, có mã là DC18SR. Đó. Cục này thì nó cho anh em mình dòng xả là dòng sạc vô là 4A, cho nên là đối với những cục pin mà 4AH như là King Blue nè, Deadton nè, hoặc là những cục pin của Amatool nè, anh em mình có thể sử dụng chung cục sạc như thế này luôn. Và điều đặc biệt ở đây là khi mà anh em mình đầu tư sạc King Blue, anh em mình có thể sạc cho Makita luôn nha anh em. Cho nên là anh em cứ yên tâm ha. Dòng này thì làm rất là chất lượng, và hiện tại nếu mà nói về cục sạc mà để sạc được cho Makita thì hiện tại là em thấy trên thị trường chắc là chỉ có mỗi mẫu King Blue này làm được thôi nha anh em.
rồi thì cái phần cuối cùng mà anh em mình quan tâm nhất có lẽ là về giá cả. Thì hiện tại á là em thấy nếu mà anh em mình đầu tư về cái dòng máy 330 niêu này á, thì đối với những dòng máy bắn vít nha, cũng như là bu lông trong phân khúc 330 niêu cũng như là 400 niêu đổ lại, thì hiện tại là em thấy cái dòng King Blue này là đang có cái mức giá rẻ nhất thị trường. Với cái thân máy khi mà anh em mình mua lẻ á, là chỉ có 1.040.000 thôi nha. Còn pin á thì về thị trường chung á thì cục pin của King Blue giá nó sẽ nhỉnh hơn một xíu so với những cái thương hiệu khác như là Deadtone cũng như là Amatone, thì cục này nó có giá là 950. Và cục sạc thì đây là sạc nhanh luôn nha anh em, giá mặt bằng chung thì hiện tại đang là 450.000 một cục đó. Một combo như thế này, một thân, một pin và một sạc, khi mà anh em mình đầu tư một bộ như thế này luôn á, giá của nó loanh quanh gần 2.500.000. Thì anh em nào mà quan tâm về cái mẫu máy King Blue KM18SC này thì có thể liên hệ với em qua số hotline 0934077765 để được bên em hỗ trợ cho anh em mình tư vấn chốt đơn ha. Còn anh em nào mà quan tâm muốn trải nghiệm thực tế thì dòng máy này á, thì anh em mình có thể ghé cửa hàng Điện Máy FV, địa chỉ 367 Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để được bên em hỗ trợ cho anh em mình trải nghiệm cũng như là test máy thực tế về cái dòng máy này ha. Còn bây giờ xem tới cuối clip nhớ để lại cho em một like, một share, subscribe kênh nha anh em. Còn bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại anh em mình ở video kế tiếp nha. Series của King Blue tới đây thôi nha anh em. Rồi xong.